Đây giấy mà mấy ông bà bước mặt mày cho mấy con kiếm vài chục con ở đây. Con chó nó bơi dữ rồi các bạn ơi. Đi mày, đi mày. Đây con chó nó bơi gẹt 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 luôn kìa. Qua đây nè, qua đây anh ơi. Bắt nó, chụp nó. Trời ơi trời. Kìa kìa kìa, sau lưng con chó kìa, nó đảo lại bằng kìa. Kìa kìa kìa, chụp bự kìa. Trời ơi, nó sợ nó giống anh chạy không bạn. Con chó nó sợ nó vậy. Chết nè. Ơ, chụp bự, chụp bự, chụp bự. Chặn đắng. Chặn đắng, chặn vô không nét. Trời ơi, xem nữa nó lụm rồi. Chạy bắt nó, chạy dọc dưới á. Hai ba con đi. Ê, con chuột nhỏ kia đâu rồi? Hai ba con luôn kìa. Chặn đầu đầu dưới, chặn đầu dưới, chặn đầu dưới kia kìa. Hay nè, một cái một nè. Lu này lần đầu mới ra cho nên nó hơi còn hơi bỡ ngỡ nha các bạn. Tuổi nhỏ chưa trải sự đời. Ở đây mấy cái hàng dữ không mà. Bao được nhiêu bao đi. Ở đây là bảo đảm là chuột dữ vàng luôn nha các bạn. Ở đây coi chừng là chuột bự dữ lắm nè. Đây mấy anh em sẽ tấn lưới đại. Bao đại đi làm cho nó khó khăn chút xíu nó mình dễ bắt hơn. Đây giấy mà mấy ông bà bước mặt mày cho mấy con kiếm vài chục con ở đây bốn chục rồi bắt cho đã tay một bữa này xin thiệt á nha chứ phải xin chơi à chục bự bự cho con cho con mấy chục bự bự chục chiên á chục nó chua có rồi tắn tắn lên đại vậy đó ha. Lấy cục gà cục sình nó tắn đại lên ừ vậy để nó lặn ra cái mình khó bắt thôi lỡ mình ta làm cái cho nó gọn cái là mình bắt khỏe lắm. Ủa, cái này mà bước thêm ta lưới nữa cái là giáp luôn rồi tắn đại đi làm cho nó vậy có bắt từ từ đi bây giờ ở trên này một người nè nó có chạy bạ lên trên này thì phải một phải ở trên chỗ cái mình nhầm cái mồ đó đó. Ờ, anh Hoàng em anh Hoàng trên này đi ấy hai tát quên nè ăn lại giờ dài chỗ cái mồ đó kiếm đất thảm mấy hàng lại hết đi. Đây bây giờ mấy anh em tiếp tục các bạn ơi ăn ơi chuẩn bị ăn ơi bỏ đó đi ăn dầm dầm mấy cái mé rồi tiếp kìa con chuột kìa. Rồi nhóc con chơi kìa, chặn đó bằng, chặn đó chụp bằng. Nhóc luôn đó, hai ba con. Hai ba con chạy qua đây luôn. Ê chuột, chỗ tối kìa tối, quá trời ơi. Nhìn ốc không á. Ê, bằng, đây à bằng. Chui vô hang hay vậy, lắp cái hang này lại đi, lắp hang này lại. Lắp hang nó lại đi. Lắp hang chỗ cái gạch nó lại. Nè, lắp cái hang này lại đi, để nó chui. Không phải hả? Đè lên gọi gì kìa. Dính hay gì kìa. Rồi tiếp tục đi. Ê, nhổ được này nhổ đi. Nhổ khoan từ từ đi anh Hoàng. Lấy cây cây đó sắn, lấy cây cây đó hi sắn cỏ bớt đi. Nhổ được mà. Rồi chui hang luôn. Ê còn kìa, chạy ra ngoài này. Ê, xả mấy hang này lại đi. Xả mấy hang chỗ đó lại đó. Xả hang này lại đi bạn. Ừ, kiếm đất xả. Ai còn mấy khỏi xảm. Không xảm đi. Rồi xảm đi, xảm điện hồi cái mình mở ra mình tưới ở đây lại. Ở này nhóc luôn á, ngồi ơi. Con xin có 40 nghe đừng cho nhiều quá sẫm xuồng sẫm vừa vừa thôi mình nhớ nè đây nữa nè đây nè đây nữa nè mấy hàng nè hồi nãy cái lưới mình dở thiệt nãy bông xéo lên đây luôn nè thấy không tắn nguyên đường đây luôn nè tắn sát cái ấy luôn tấn sát cái len nó luôn đó. Ủa, bạn mình xả lại rồi hồi sao mình đổ chút xíu thì tính thấy ngay gắn góc nó kìa không phải đâu mà mình mở trời ơi, trời ngay góc á ngay góc mình đẳng kìa góc chỗ lưới á đừng cho nó ra cho cứng lại luôn á để thôi nó lủi vô đó lủi vô dễ chụp kè cái lưới kìa nhăn chỗ cái lưới kìa
để đây lưới kìa, lưới đẳng kìa, cái lưới đẳng kìa. Nhiều lắm chỗ lưới á, sát với đó. Ừ, tắn hết cái đó luôn, tắn nó đừng cho nó chạy ra đường cái đường lưới. Đây bàn bàn thấy cái nhận chỗ gốc đó, gốc lưới á. Một người đứng ở trong mép lưới nè, bảo đảm nó chạy ra mép lưới này không nè. Đứng ngay đó đó chụp đi bằng. Ờ, ngay đó, ngay đó chụp đi. Đẩy xuồng ra ngoài chút xíu đi dễ thấy. Em ở đây. Đứng ngay ngang kìa. Rồi. Đây chừng mấy cây sắt nghe, hoa nghe. Nè, anh em thấy nè. Trời trời nãy giờ cũng hên ha, dở ra mới thấy nha. Mấy sắt không nè ông thầy ơi. Vậy á. Giữ nha các bạn ơi, trúng rồi. Ờ, ăn đứng bên mép đó, ở dưới đó đi ăn, cho nó chạy đường dưới không thấy đường à. Đó đảm nó chạy đường này nè, cái đường dưới này nhiều. Tú bên đó đó, chưa, chuột bự ra bây giờ nè. Tới luôn. Ông rồi đó, chuẩn bị chuột bự ra giờ nè. Con rồi. Nó chảy dữ vậy. Đâu, đâu có chảy nhiều đâu. Nước kìa, lỗ chứ nước chứ. Không, không, vậy đó cho chuột nó ra. Để nó. Phải có lỗ ra chứ, cho nó ra chứ. Còn mấy sảm ha, sảm lỗ đó không? Nên. Sảm lỗ nó lại luôn đi, nên. Cho nó lên cửa trên luôn. Nền này có máy bơm một cái mà bắt chục chục trăm luôn á thiệt. Nền này nhìn cái là dữ lắm. Chưa chân thấy có bầy lứa chạy ra là biết chục nhiều rồi. Ở đâu ra đó vậy? Phải đâu trong mã, dưới ở dưới đó nhóc luôn. Phải. Được xương rồi. Lọt dên. Bắt lẹ ăn. Đập được rồi. Đập bánh chuột nhỏ. Trời ơi. Đẹp nhỏ không nổi. Mở mở cái hang nó ra luôn đi ăn. Mở cái hang dưới đó là ra luôn. Ừ, mở cái hang đó ra đi. Ừ, mở ra đi. Mở cho chạy ra chứ. Có chuột đó gì nó chàn cái gì. Rồi chuẩn bị kìa. Đó lắm đó. Lắm rồi. Bò trong ngã bò ra nữa. Ừ nó làm ha, à, hai người gần đó đó. Mấy cái bé mé. Ra tại hành tác thôi sắn lên đó luôn. Chuẩn bị gấp nó đi nên. Chừng mấy cái sắt nha. Kìa kìa, trời ơi bỏ anh chạy rồi. Cái chừng bên đó đang chuẩn bị chụp đó đang. Đó chụp bự chạy bên kia rồi. Mã, cứ nhẹ nhẹ ngoài nè. Ê, chuột chạy ra. À, chụp xuống ăn, chụp xuống, chụp xuống. Dính là gì phải không? Vừa lứa má chuột nó mới chạy chuột hết bự chụp dính chàng hẻo luôn, hẻo luôn rồi. Chạy đâu đang ngồi chạy quẩn nó chạy theo cái đó lỗ này ra nè, lỗ này chăng kia 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 chuột nó đâu vậy rồi đừng ra những cái hai nè, phải chờ cái cháu bọng nó ra nè. Trời chó nó thấy chuột rồi kìa. Đó thấy chuột rồi kìa. Chạy tuốt kia rồi. Xuống lưới á, xuống lưới á, xuống mé lưới rồi có không ăn. Quá bự luôn. Ấy kìa ăn. Ở đây nè, ở đây nè, ông. Đây có con này. Đây. Đó, lắm mày, lắm mày, lắm mày. Còn nữa đó. Ở đây nhóc chân nè ông nội ơi. Rết, chụp ăn. Bằng bằng, ở dưới này còn nhóc nè bằng. Đâu rồi? Nó lộn cỏ rồi mới được.
Kệ đi, lỡ rồi, từ từ đi. Nó ra nhấp luôn đó, còn còn nhiều lắm đó. Bóp thảy này nè. Bóp đó, đừng đập. Ê. Ê, anh Kỳ lấy ba con rồi. Ủa, chưa chưa chưa. Xử mày à Kỳ ơi. Đây à. Ba con chỗ này, bành bành luôn. Đó đó đó. Đủ. Đó đó còn ra, chụp bự kẻ gốc chuối rồi. Rồi rồi rồi. Để luôn phòng qua bên đây. Đây đây. Canh canh chụp nó kìa, còn ngóc đầu kìa. Khèo khèo cho nó ra. Kệ cán nó chạy ra. Đủ. Ai chụp chụp đi tôi dọn khỏi đây. Dọn đi. Đi. Đó. Qua đuôi. Dạ. Dạ đó. Đập bể đầu. Trên lúp bê hoài. Máy ông thầy bị lúp bê nữa các bạn ơi. Chắc luôn á. Chỗ này nhiều lắm. Con bung chỗ này luôn nè. Còn mình chặt nó lớn ra đây nè. Ê, 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 con còn nữa nè. Chạy đi. Chưa hết nè. Chụp bự cái vậy? Chó chụp dính chuột thôi mày. Chó chụp cắn hả? Đây, 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 đây nè. Đây nè, chụp đó, đó, nè. Chạy cái, ủa? Còn nhóc luôn nè. Chó có tương lai à. Chó có tương lai. Rồi giờ lấy ghiền xả rồi mình xong cho nó. Bữa nay chắc nó cảm lạnh đó ha. Rồi lấy ghiền, chụp bự đó. Nhóc luôn nội ơi. Hay quá. Ông lại chụp dính thôi kìa. Dính rồi. Chuẩn bị nè, ăn ăn ngồi xuống á, đừng có đứng xăm xổm chụp không kẹp đâu. Bự rồi kìa. Ông thầy hay quá, ông thầy ơi. Tát nữa ông thầy ơi, lẹ đi. Ở, ở dưới đó bông bông tho à, chuột nhiều lắm. Rồi nhán miệng. Đi. Nhán miệng ơi. Kêu dính ra hay quá, dính rồi. Cho nó cắn đi. Người ta cho nó cắn cho chết chuột cái đi. Qua sau lưng đâu, rồi ăn dính rồi kìa. Cho nó cắn cho chết chuột cái đi rồi hả hả dành. Chị dành với dành bắt chuột với chó trời. Bả đi xuống cho con đây cho. Rồi gom cái đống chuột thảy của anh kia đi. À, thảy chỗ bao á, thảy lên bao á. Đi mày, có đồ nướng rồi. Để cho chỗ đó hơi kỳ. Kìa 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 kìa, cá nữa kìa, cá nữa kìa. Đó. Mày con nhóc chơi luôn rồi ơi. Nãy trúng rồi. Bóp nó bằng. Còn nữa đó, còn nhóc dưới này luôn nè, ông nước hỏi chạy ra nữa bây giờ nè. Chó hay thì chết trời. Hay như chó vậy trời. Trời ơi, nó ra đây nè bạn ơi. Ăn ơi, bỏ nó đi ăn. Bứt cỏ hoài vậy. Lấy đây nè, chuột nó ra nhóc kìa. Ở đây nè ông thầy, ông thầy. Đứng đây nè ông thầy. Từ từ nè. Từ từ nè bạn ơi. Cái chuột bự kìa. Trời ơi, nó sợ lắm chứ bạn. Chạy không vậy. Con chó nó sợ lắm chứ. Nhát. Bởi vậy nó nhát như chó là vậy. Lấy bự cái gì lại. tiếp khoan nó ủng nước dữ rồi. Cái này xin mấy chục chắc có đủ mấy chục thì ơi. Chuột bự ém dưới á. Chuột này chuột này chuột đồng nó vô nó bạn các bạn kìa cái chuột. Ôi trời xém tôi đi bàn rồi trời. Còn nhóc luôn á. Bữa nay mình xin mấy ông bà ở đây cho được cũng khá là nhiều nha các bạn ơi. Cái gì nhúc nhích dưới chân nè. Chuột á. Chuột nhóc dưới luôn đó. Chuẩn bị ra kìa, chuẩn bị ra nữa kìa. Chuẩn bị ra nữa kìa. Ngồi xuống đây bỏ đi ăn ơi. Con chuột chạy ở đây vậy. Nước hả? Nhóc ở dưới kìa còn chạy tẹt tẹt dưới kìa. Chạy rồi nó giỡn nước ở dưới rồi. Ê gắn. Quýu càng. Ủa, chó sung dữ rồi, hết lạnh rồi.
xíu về tắm ghiền xả cho nó ấm lại. Gặp chuột bự sợ. Rồi anh Hoàng ơi, cho nó ấy đi. Cho mát mái chút đi. Thở, thở. Chạy ra, chạy ra bây giờ nè. Nãy chuột bự nó chạy đâu ở ngay chính giữa ngang ngang đẳng. Vừa vô gốc chuối đó. À, hồi chừa sức, hồi chừa sức ông tát bên đó một cái đi, bảo đảm nhóc luôn. Bữa nay ăn mấy giờ về? Gần 4 giờ ăn ơi. Hàng là sao? Hàng nhiều lắm. Lắm hàng luôn. Giờ tát đại đi nó cũng chạy à. Không có, cứ bây giờ cứ tát đi nó sẽ gom vô văn chỗ của cái cục. Mày hả? Còn nữa trời, nhóc luôn dưới này nè. Giờ nó mới lên nữa rồi đó. Cục này không bắt cũng mười mấy con rồi nè trời. Rồi chạy ngược vô cái chuối mình đi bản rồi. Chuối bản á. Rồi chạy qua đây nè, trong lưới kìa. Trong lưới kìa, bên quay qua bản rồi, nó chạy bản lại. Mày hả mày, mày hả mày. Em đạp. Trời ơi, giờ nó lên nó lạnh quá, chịu hết nổi. Nè có nước đá ha, bơm cái là nó cúm luôn. Đây, bên em tiến hành tấn lưới đồ loại là ok cục này nữa các bạn ơi. Trúng đậm rồi. Còn hổng chân không này ơi. Hổng chân bên đây nè. Cái đầu này nó chui ra được nè ông thầy. Đó đó. Đó kìa, đó kìa. Cái mép bạc đẳng á. Ừ đó đó. Chó này sung dữ rồi, bươi dữ rồi. Chó nó bươi dữ rồi các bạn ơi. Im rồi, im rồi. Đây, chó nó bươi gẹt 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 luôn kìa. Con này nè. Nè, con dọn chỗ gốc chuối nè, nó chạy vô gốc chuối đó, chụp được ba cái miệng nó lấy ra. Ông kêu mà dọn cái này. Ngồi cái dạng gốc chuối á. Đâu, đâu. Quấn lên cái được rồi, đâu cần tước. Quấn lên được rồi. Quấn lên được rồi. Quấn lên được rồi. Bên đó có đâu, nó không có vô trong đó được đâu, nó chạy vòng vòng ngoài à. Lấy ba miệng đàng hoàng đặng hồi chụp. Rồi dữ rồi. Bười dữ rồi, dữ rồi. Cả trăm con rồi các bạn ơi. Cái này lấy khui này ra nữa. Vô chuột tấn nha. Cái này cả trăm. Ai bên cái mép đó đi. Mép đó đó. Mép đó chắc ăn mép đó rồi đó. Rồi con chó đi ra ông nội. Sung khuôn khập khạp sung. À hồi chó nó cắn thì cho nó cắn êm êm đi, rồi nó khoái rồi là nó cắn. Cho nó cắn đi. Chuẩn bị nè. Nhóc luôn à, nhóc luôn à. Qua đây nè, qua đây ăn ơi. Bắt nó, chụp nó. Trời ơi trời. Kìa kìa kìa, sau lưng con chó kìa, nó đảo lại bằng kìa, bằng. Trong mùi chuối, trong mùi chuối ông này ơi. Trong gốc chuối còn nè. Kìa, chạy qua bảnh đó ông thầy. Chó thì ngu quá vậy. Đó. Ngu như chó mà khôn như chó. Ê thảy ra có chỗ đi. Thảy, thảy vô đây nè. Ờ thảy đem được nè. Qua xa xa bên lưới bạn đó. Ờ. Trong gốc chuối này hang nhiều lắm. Hoàng mang thấy không biết đường. Rồi về miền Tây là vui. Ê kìa sao đứng ngẩn kìa. Đây nè, ra chạy qua anh ăn, chạy qua anh ăn, chạy qua ăn kìa, dưới kìa, bạn kìa, bắt ngoài chơi, ngoài luôn, ngoài là, con lấy cái gì con chặn lại cái này, nó bị hỏng chân lưới, nó phải hỏng, nó chạy cái đường này á, rồi. Bên đây coi chừng có chuột bự nha anh em ơi. Lập bê. Chút xíu ra, nhỏ tới ra. Trời. Đâu vậy trời? Cái giò mày có chừng cái hang đâu đó đó. Hang đâu cái giò có hang á. Ô, mày có bò cái giò luôn. Ờ dưới nè, này có hang gì nè.
thấy chuột đó nhỏ. Ừ, thấy mã đó. Đấy. Đi. Đây đây. Đây, bảy à, bảy à, đồ chiên nha con. Đây cái. Lâu. Cái hàng cho bằng là luôn nước ét luôn đó. Ừ, đổ nước lên đây luôn nè. Tát đó là chảy nước anh à. Nó không ồn rồi tới. À, cù le 7, 7 cù le 4. Lúc hồi ngập là nó chạy ra. Bao trời mới cái mấy thùng nước làm cho xôm. Nhớt này nhớt này nhớt giỏm. Bên này có hàng. Hay qua anh đây chở qua anh đây đổ vô gốc chuối này nè. Đổ vô gốc chuối này có nè. Nhưng mà mình nãy mình xin 40 thì người ta cho 40 mà không có mà cho quá được đâu. Chó còn bươi vậy. Chết nè. Ơ chú bự chặn đặng. Chặn đặng vô lên. Trời xem nữa nó lụm rồi. Xem nữa nó quay đầu là nó ép. Tưởng nó tiếng con ăn là lụm rồi. Ai giờ tiếng chuột. Không có nghe ác ác tưởng nó ăn nó kêu là xong. Tiếp. Đây nè, tát vô hang này nè. Đây nè, đây hang này ha. Ừ đó đó. Chuột lên bây giờ nó lên đường này nè, vô đây nè, chạy ra đây nè. Thấy rồi. Thông chưa mấy hang này thông chưa à, đổ cho nó ra mà. Nãy chuột bự gần đó đó. Ờ chuột kia. Tiếp đi ơi. Cái ái à. Bữa nay mấy em. Chín rồi. Chết rồi, thôi lấy thùng xô rửa mấy cái mã. Đây đây, chuột bự. Đốt tiếp. Đổ tiếp. Đừng ngồi cái đó bằng. Ngồi cái đó nó không dám ra luôn các bạn. Mà sao sai cái lại đi. Mà chạy không thoát đâu. Đổ gì vừa thôi. Đổ nhẹ nhẹ. Đổ lại đi chắc có mà. Còn sức cứ đổ. Hết rồi. Đúng rồi. Máu dưới trời. Máy Trung Quốc. Máy Đài Loan đầu. Đúng vừa lại, lúc đầu mà nó không ra. Lấy cái cây lan sẵn ở đây nè. Lấy lan sẵn đây nè. Đó nó chạy bắt nó, chạy dọc dưới á. Hai ba con luôn. Ê bằng. Ê, con chuột nhỏ kia đâu rồi? Hai ba con luôn kìa. Chặn đầu dưới kia kìa. Mày nè, một nè. Con. Ú, ấy da, con. Ú, ấy da. Ấy da, đạp gai vậy? Vậy? Đạp miếng ốc á. Đâu ở gai dưới rồi? Ôi, ông điểm bay ghê vậy trời. Đâu rồi? Nãy đây ra tới hai ba con luôn mà. Đây nè. Trời ơi, đạp miếng ốc cái sực. Ba cái này nè, đạp luôn. Không phải cái gì nhọn lắm rồi, đạp vô cái sực luôn, nhất luôn rồi. Chó bưa dữ rồi kìa. Con chuột này nó ra trời. Bóp nó được rồi ăn, đập chi. Con đó còn sống đó anh ơi. Bóp nó, bóp đầu nó. Làm nó đi, hồi chút xíu qua. Chuột chà bá luôn. Nói ra đường nào ta? Nói chuột bự nói ra đường nào vậy? Chuột bự bên đây cắm chuối á. Bên đây nè. Kìa, ăn chó còn bươi còn chuột nữa đó. Chuột này không chịu ra mày. Nó điện hỏi vậy ra, lạnh rồi nó lên á. Qua phải nãy dạt cái đường căng lưới này ngang nè, mấy chuột bên đây là đâu thoát nổi. Kệ đi. Thì nó qua đây mình cũng dính hết rồi đó. Kệ đi, nó bỏ đi. Qua góc chuối này lại nè. Qua góc chuối. Mày chết với ông thầy nữa rồi. Chuột chị đó, chuột đó, chuột cái chua không? Đây nè. Trong này đó. Chuột thó. Chuột lứa nè. Đây. Sình không à? Rửa rửa cho nó. Chuột bởi con. Thấy nó cái rồ nó hơi cao nè. Ok. Đây, ông đổ mình góc chuối này cái ông Hoàng, ông Ninh. Ủa ông Hoàng.
Rồi, thua đổi rồi. Làm gì mà hết. Mình xin nãy giờ chắc cả 40 thiệt rồi đó. Chạy qua đây ba cục vàng cháy nó bị lớn rồi đó. Rồi, rồi, được rồi anh em ơi. Được rồi. Làm gì mà hết. Rồi, ok. Rồi, đếm thử coi nhiêu con rồi, nãy xin có 40 à. Bắt. Chắc có à. Này chắc có lớp mút rửa cái mãi này, rửa mấy chỗ. Rồi cho mấy con mà cảm ơn mấy bác thuốc mặt thuốc mại đây nha. Cho chắc cũng cả 40 rồi đó. Thiệt. Rồi, giỏi mới đó. Rồi xung quanh luôn, ở sau luôn. Ở trên xuống luôn cũng được nữa. Sạch. Kệ đi. Làm công quả. Trời ở đây là nó vô hoài luôn đó. Trời đóng chuột luôn trời. Nhức răng này các bạn ơi. Mình quay sai sai các bạn. Đóng luôn. Bữa nay quá rồi anh ơi. Đếm luôn đi. Đây, cả 50 luôn đó. Trời đủ 40 luôn rồi gì hết. Lao đến là hai con 25. Người ta cho 40 mà đếm còn có 39 là cũng bị sưng cái mỏ đó. Bốn ba con, bốn ba con. Trời quá hay luôn. 46, 47 gì không? Nãy tại nó đếm cặp mà hỏi đếm thành 1 3 1 2 gì đó. Lấy cái bao. Thôi tới cảm nổi. Con nó ăn được. Đây bây giờ mới đem về. Về luôn ơi, bỏ đi con. Đủ ăn rồi con. Ẩm nó về đi để lạnh. Nó sung rồi, nó hết lạnh rồi. Đây giờ mình em về các bạn ơi. Một ấy à, trời góp đi trời. Đây giờ mình em về các bạn ơi. Một cái buổi đi săn khá thành công. Kế nhà luôn. Em không chuột luôn mấy chục con. Không lạnh. Về mà chuột xong là về. Rồi, chịu vô. Cái gì? Mãi làm chuyện xong đi rồi vô. Ừ. Vậy? Xong rồi tới 7 6 bây giờ vô rồi. Tắm nữa nha. Vô chậm mới tắm nó, giờ này tắm cho nhỏ lên cho nhỏ lạnh nữa trời. Nhỏ này khô rồi bắt tắm nữa. Đây, chào anh em về các bạn ơi, hành trình rất là vui vẻ. Thấy vậy chứ thấy không, thấy mà không bông cái lưới là bệnh luôn á. Có cái lưới, có cái lưới mới có ăn đó. Giỡn đâu khó chụp lắm, nó chạy cái là ở không, chạy cái là ở không. Kìa kìa, nên kìa, bò đấy kìa, cò đỏ bự luôn kìa. Bắn lại đi, đại đi, đại đi, có đỡ không nội tới chê nó chạy vào rồi. Đây nên sẽ bắn con cò. Đây mình sẽ zoom cho các bạn coi con cò nè. Con này hôm nay nó muốn tới số. Trời 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 trời. Vô góc vừa rồi, vô góc vừa hết trọn rồi. Xém trúng rồi nè. Chưa chưa bắn nữa lẹ lên. Coi nè, đi lội lụm đi. Hết hồn nữa rồi, hết hồn nữa. Lỡ lỡ tới thì ngộ coi. Thôi đừng nữa. Đây, con cò ông thầy không hạ được rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em về. Chó sao khoái lội nữa rồi kìa. Ơi, đại ca ơi. Trời ơi, con chó này nó bị sản các bạn ơi. Nó muốn sinh tồn ngoài đảo quan hay gì á. Kéo ngang luôn đi, kéo đại tôi ngang rồi tự. Từ từ thôi, kéo từ từ thôi, kéo quá nó dính gồm. Ồ, cái chắc chắc. Kệ đi. Chỗ này dính cá nó gì được. Ừ. Dính ra đó. Có gồ bự. Gồ mài luôn. Đồ ngồi cái chạy đứt không. Rồi, chúc mừng bữa nay ăn nó được mà giải hạn. Nhờ một cái cơn mưa tắm cho nó. Giống giống như bữa hổm ông Thông phá lời nguyền hả? Bữa nay giống như rửa ăn ăn đó. Rồi khui bia anh em ơi.
thành công rồi. Xếp lê đi. Bây giờ nắng nhằn chàng, nắng tát cái đầu. Vô đi vẽ là cách mưa luôn. Thôi chết. Không phải bữa nào cũng xin được vậy đâu. Xin cái là cho, xin cái là cho ha. Xin mình phải có lòng thành. Đó, nhẹ nhàng. Có mặn mới có ăn, hồi vụ nướng là không mặn không có ăn luôn. Còn tiếp ra. Hai chào cả nhà nha. Sau những cái chuyến đi bắt chuột mệt nhọc thì bây giờ mấy anh em đang mần chuột để chút xíu lai gai gì đó các bạn xem tiếp video nha. Phần ẩm thực của mấy anh em nha. Là trúng chuột. Hai xin chào cả nhà nha. Sau một cái buổi đi săn chuột thì mấy anh em được một cái gỗ các bạn ơi. Mấy chục con dồn vô gỗ. Bây giờ mấy anh em sẽ làm mồi các bạn. Đây mời cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em sẽ chiên chuột tại chỗ luôn các bạn ơi. Nó dính nhau luôn. Đi mua mày á? Mua đá luôn. Đây, anh Hoàng đi thăm lưới mới vô. À, trời, cá ngon không? Đua mời không trời? Quá đã luôn. Này, quá trời đã luôn trời. Ồ, cá lóc thả lại. Ồ. Đây, đi thăm anh Hoàng đi thăm lưới đổ cái giớn nhà không được nhiêu nữa các bạn. Quá đã. Nhìn thấy không? Đây hoàng chuột chiên quá đã các bạn ơi. Tới ông chuyện luôn rồi các bạn ơi. Đó. Cái gì chưa nổi. Đây, giờ mấy chuột bự chín rồi nha các bạn. Chuột này nãy chuột sinh không á các bạn. Tới ông chuyện. Bạn chụp chuột con nhiều. Cái gì ơi, chuột con ngon nha. Chuột nhỏ nhỏ đó, khỏi bao xương. Tới luôn. Đây. Cái gì đó chín vậy mới ngon đó chứ để nó vàng quá nó hết rồi. Cho gõ gõ dầu không? Dầu. Đãi. Đúng rồi, con bự. Ừ, lấy mấy con bự đó đó. Có 5 con bự ở đây. Đất hả? Đây tiếp tục mẻ mới các bạn ơi. Ngon lành, một chuyến đi săn khá là thành công. Cuối cùng mấy này cũng được mới chuột này. Quá ngon. Này, bữa nay ngày đầu tiên ra chặn của em ấy cũng rất là êm. Trong là chó này êm mà có cái hơi nhát chuột bự. Gặp chuột bự chạy ve lại liền. Dám vô, nãy bị cắn hả? Chắc bị cạp nhẹ hả? Chuột nhỏ này nè, cạp cái mổ. Không yêu tổ nó thử nè, nào có chuột rồi được rồi. Ừ, biết hỏi nghe rồi được. Nãy quất cái con nhỏ này chắc được cũng biết mùi rồi đó. Ừ. Lần đầu cái được cái chuột mẹ chuột là ngon các bạn. Chuột tơ tơ gì nó ngon vừa. Chuột mùa này nói chung là nó cũng mập mạp cũng được. Mỡ thì nó không bằng mùa cái vụ tới này đâu. Lúc có ché á, chuột mỡ mới nhiều. Cắt lúa coi chừng nửa tháng tới nè. Chuột nó mập lắm, nó ra nó ăn. Thì nó ăn ốc nè. Nãy trên mấy mã ốc nó có ra nè. Lùng nó nó lên cái dừa nó cạp dừa nó ăn. Chuột này nói chung là chuột đồng ngoài đồng á, nước ngập nó vô trong đó làm hang ở các bạn ơi, chứ nó ăn lúa không nha. Có nhiều người thế nào cũng có vô nói là chuột ăn khịt khịt ấy à. Khịt ấy chuột cày. Chứ có nhiều clip hồi lúc trước Tân đăng thì có nhiều người cũng vô bình luận không biết thì chuột mà nói ăn khịt khịt ấy. Chuột nói chung là nó ăn lúa ăn ốc rồi vô tha vô đó làm hang ở thôi chứ nó đâu có làm gì phá lắm. Chuột sạch nha, chuột đồng nha.
Đây, mình ăn cơm nha, anh em nào nhậu thì nhậu nha các bạn ơi. Đây, giờ mời các nhà cùng dùng bữa cơm, bữa cơm có gà. Cùng mấy anh em nghe cả nhà. Ơi, con bắt nhiều lắm, ăn miếng con đi. Nhìn ăn cơm không? Trời, con chụp không đó ba Út. Nhỏ nhỏ tao thấy Liên nó chụp tự với hoài em đỡ cho mày ta. Con chụp không đó trời. Má chụp. Mà nó chụp chụp nè, con chụp nè. Chụp chín. Với gà không để vô ăn. Muối đâu rồi? Muối bỏ ở đây kìa. Gà đó sao ăn? Bỏ nồi cơm ra ngoài luôn đi. Gối này nè. Gối lần gà con mày. Con gối lần con đúng không? Gối lần con gì à? Đụng nè. Nhỏ đi. Đây mời cả nhà nha. Đây thưởng thức thử đó, cái cây. Thưởng thức cái cây. Ngon cây. Đẹp không? Thôi lắc đầu ông nội ơi. Lắc đầu rồi kìa là không ngon rồi kìa. Vô 1, 2, 3, vô. Vô không? Nó lắc đầu không à. Trời mưa ăn không ngon. Đúng rồi, chuồng người ta kéo không. Chơi bộ mắt mấy thằng già kéo thằng trẻ. Trẻ lộ không nổi gì. Bây giờ anh sao vậy? Sao vậy? Trời, nước tình nó treo quá đi không được. Cái giờ đợi có đi không hết. Thôi có. Trời ơi, mời cả nhà. Cả nhà đó đi. Này không có chuột ăn rau không à? Ừ. Giấu teo chuột này các bạn. Trời ơi, cả nhà ơi. Mời bán, mời bán. Mặn, mặn lắm à. Cái con ăn ơi. Thấy mặn lắm à. Chuột gói lần con luôn các bạn ơi. Cái này phải cắn nhiều lần đó nha ông thầy ơi. Chuột, chuột đi kiếm mà. Dạ. Ừ, ừ, trời. Phải mặn không chứ. Đây, chắc coi chừng không đủ à. Rồi đi ấy đi, họ bắt thêm nữa. Có gì bắt thêm. Đây, đây, kiểu này đấy, xong rồi đó. Nó cắt con ăn ngon rồi, nhóc rồi chết. Này chắc rồi mình đi bắt thêm quá bốc. Thầy cũng làm cái con. Cái gì chịu nổi. Đưa cho ta ăn con ơi chứ. Đây, cái bên nè, cái bên nè. Đây, để đi, để đi. Đại đi chút ăn. Tại quay có trứng giái luôn. Rồi khủng luôn. Đó đó ra là mới khủng đó. Người khủng người khủng. Tôi nghẹp ăn rồi ăn. Bữa nay phá lời nguyền. Phá lời nguyền anh chuột nhiều mà đi về. Tới giờ. Nó làm gì? Nó đi mà công chuyện nó trả học sinh rồi này kia. Vậy nó cho ngoài có tỷ bạc ngoài để gom rồi. Thầy giáo hả? Nó có à, nhà nó giữ trẻ. Vậy đó hả? Có nên đồ vô là giữ hết. Có nên vô giữ không? Giữ luôn. Giữ nên dễ. Cho ba bốn cô giáo đè. Có vài chuột thảy vô là sao? Có nên giữ dễ mà. Không khóc đưa cho một tết bia với vài chuột là rồi. Là nín tới chịu luôn. Hồi nãy xin 40 con rồi cho bốn mấy con luôn. Thằng đó hả? Dạ. Xin ông dưỡng rồi đó. Xin mấy người phước mặt. Vô. Đổ nước nó chuột chạy trời cười chết luôn. Chó cũng làm xôm lắm mà. Chó bên này mới trình chiến là làm được 2 con. À, ông nên dành con nhỏ hết con gì nữa kìa. Lần nó quen. Thấy chuột bự dội lại. Nó bị con kia cắn cái nó gót rồi. Bị chuột nhỏ đẩy cái vô mọ. Mới mà chưa biết mà. Ủa sao lửa cho xíu vậy không? Được rồi, nhuyễn bự quá nó văng. Đâu, chiên lửa lớn lớn lại đi. Ấy gì hồi nó mềm gục con chuột luôn á, nó không vàng nữa. Mời cái nhà dùng chuột nha. Chuột, ăn chuột né mà sợ văng. Gần nóng quá. Cãi đi, không có đâu. Né gì cho nó có hoạt động, nó có thể dục thể thao rồi. Quên kêu ngủ ngang nữa. Mời ăn nha. Mời ăn lá cách nha. Hôm nay nhà nó mưa đó, nó mưa cũng còn còn dính dính chấu.
Vừa trời nắng muốn bể đầu chứ ăn nó quả bẻ, bẻ lá cách cái nữa ầm 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 luôn. Bẻ chưa gọi nữa, nó bẻ chưa gọi nữa. Thì đó, thì qua bẻ lá cách, kêu bẻ lá cách. Tới rồi. Cho đó mà đã rồi. Bữa nay tính nó bể đầu nữa rồi. Mưa thì đâu có bắt bớ gì được. Trời mấy ông thầy xung kêu ra luôn. Dầm mưa luôn. Rồi coi sao quay. Che dù. Nó cũng ướt từ lưa hết trơn á. Đó, nãy cái dù nó rảnh lên luôn. Nó bắt có hai nền á, nền chỗ mà với bên gì, còn nền bên gỗ với cái cục tre này chưa bắt. Mấy cái nền đó đó là nó còn hang đúng không? Mốt là chuột vô nữa. Vô hoài hoài vậy. Anh chống nó luôn. Rồi tới chặt. Đây, mình quyết định tới. Lại bên đây là chợ ga các bạn ơi. Đây mình ga lại chiên chuột luôn. Chuột mà nhiều cái nổi mà chiên luôn bình ga. Thiếu ga. Dạ. Thì cái chuột nhỏ mới ngon á, nó khỏi quá xương. Rồi đá đi. Lấy cái bào để mình đó cho nó ngồi bên đó luôn. Có bào không? Có bào ở ngoài không? Có. Bắt mới có hả? Dạ. Con kiến đầu bắt mới có nhiều. Ê cha, còn nhóc chưa? Giái đồ, xinh đồ. Bắn nào cá. Ây da. Cãi đi, vậy đi, nó mới vui đó. Bắn ché ché. Dạ, nó mới vui quá. Mời đó. Cũng giò cá rồi. Đây bò nghe lộn hết biết rồi. Mất tiêu phải không? Nhiều vậy nè. Dính không? Còn nó dám chụp ra mà dính. Đúng rồi. Chụp gắn trong nồi không à? Thấy mình sợ gắn nồi nãy, đâu. Nãy đang kéo kéo con cỏ là gắn cái nhảy cái tận mà. Thấy mình sợ gắn đâu có điện vô ăn đâu. Sợ gắn nó không cho ăn. Thứ mà đang nhờ mà nói gắn cái là nhảy cái tận vô. Chứ không phải nhảy ra. Có chấm gì đâu ngon. Nè. Kéo cái tôi giữa đi. Bên ông thầy cũng có chắc trà nữa ta. Dạ. Nóng trà đem chén chứ. Bốt theo chắc trà chuột cho bốt. Phước này, Phước nó biết là gì, ngày hôm qua nó qua bển nó tẩm mớ tắc đó. Tẩm mà. Bữa nay có chuột hay gì á. Thôi bốt cứ tẩm như hoài đây là tẩm thêm mớ lá cách nữa, có ăn hoài vậy đó. Bữa nay rửa, bữa nay rửa ngon luôn rồi. Thằng bữa nay nhờ đám mưa rửa chứ nó vừa kêu nó nói mày đi qua bẻ lá cách luôn đi. Cái ở đây là chở ông thầy là nói rồi đó, nó bẻ lá cách biết sao nghe. Cái hồi con gái biết sao không? Mưa ẩm 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 ẩm. Đang nắng tao đang mới lúa ngon lành. Thôi hai đâu về đó hả? Nó bẻ chưa rồi đó, phải bẻ rồi cũng đỡ. Từ giờ tháng 7 hả? Quá đã các bạn, lâu lâu ăn chuột chiên tươi chấm và cái với ớt chanh này thứ gì chưa nổi. Hả? Ê, mày mày ăn ăn lá cách nha. Ăn là nãy nó lặt rồi nó mới về đó. Chuột xào, chuột xào. Lặt rồi nó mới về đó hả? Ừ. Nghiệp ơi. Nãy kêu lấy gì mà. Nãy kêu lấy về mà nó không chịu. Lấy về nãy giờ mình dẹp rồi, nghỉ rồi lâu rồi. Tại nãy giờ đứt rồi, đứt chén rồi. Tới gần rồi. Đi không có khi nào được ăn hết trơn. Ngon quá ăn luôn. Rồi tới cả không nổi. 21 ăn đi là có đồ nhiều rồi đó. Bữa nay rửa rồi, rửa xong rồi. Rửa mà, bữa nay trời mưa, bắt rửa luôn. Rồi kêu khăn bàn đồ vẽ gì rửa bữa mà rồi luôn hả? Đeo luôn à. Chứ em rửa lại, rửa thêm được, rửa kỹ lại. Thưởng, 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 thưởng. Nè. Nó bốc là đó, có ăn có nhậu hay không nhờ nó đó. Tao huấn luyện con để dùm gồm mấy gấu lá. Dạ, dạ, ăn chuột sống. Có nào đi bắt dẫn đi theo có gì đâu. Gồm lá. Khôn, chó này khôn. Kiểu nó uống bia nó uống luôn đó. Đó. Uống bia cái là nổi tiếng luôn. Đâu công đi bắt nãy giờ vớt được nhiêu đó rồi đó. Trời ơi, bữa hổm nó ăn xài luôn kìa, ăn xài ăn ổi vậy đó. Ở mà ổi luôn nữa. Thấy cái ổi xuống quất. Cái tội nó tôi chưa đánh. Cắn đồ. Nãy con tắm cho nó. Tắm cho nó xong cái nó chạy lại cái này nè nó ủi. Nó ủi lết dài 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 lết qua lết lại lết qua lết lại cho khô. Mấy con chó đó nó săn chuột hay lắm. Chó săn á. Nghiền nó đi răng. Dài nhà.
mà bữa hổm đâu buồn đâu, bữa hổm chưa đi, mới xích hành bữa nay luôn á. Thế em có con đi giết con chó với trẻ làm chuột nhóc. Ừ, có con chó nó sợ nó lên cái ra. Hỏi gần nhiều nữa. Với yeah, mình đi mình có con chó nó hử hang mình, cái hang nó có mình đào được. Mà nó hử là ra luôn đó. Hang vắng vắng hử là chuột sợ ra luôn à. Nó bươi. Hử bươi dữ lắm à. Thôi. Đỡ hơn lên đi, ổng hử ra là mắt chuột luôn. Hử ghê lắm à. Hử mắt chuột, hử mắt. Ba lớn nè, ba lạm. Cái này nè, cái chuột nhỏ đâu. Thì đó mà gặp con rắn cái hỡi ngay rắn cái là tóc rồi té liền xong ngay liền. Hỡi ngay rắn ruột xả thôi, tóc không biết chạy luôn. Anh Hoàng đào hang chuột khi nào mà là có lần nào gặp được nó cóc chưa? Bữa nào xỉu bữa bà Út sao mà ổng sao mà ổng sợ sợ gốc như vậy. Đào với ai mà đào đằng sau đó, đào sau giống cốc á, đào ngay chân con cốc tắt nữa được rồi, để đây tắt rồi ai giờ nổ nữa tắt rồi đó. Tắt rồi nó cái này chuột né mà không né được các bạn ơi, nó nổ cái là trúng, nổ cái trúng rồi. rồi để nó cho nó nóng luôn. Ê, còn dầu dữ lắm không ơi, để cho nó gõ ừ rồi chọn vũ hai ba cái dầu nhấp dầu này để dành đặt ếch mà. Lùm này với lùm này. Lên nó không được. Trời nãy. Nãy xin 40. Xin 40 cho bốn mấy con luôn. Dư à. Ừ. Không mà chuột này ăn mềm lắm. Mềm ngon. Phải ăn chuột này hơn chuột bự. Chuột sữa, nó như mà chuột sữa. Đúng ra là ông không ở bụng luôn, để nguyên luôn, cắn vô nó mới đã, nó béo. Sữa mà. Vô. Cắn vô cho cái chẳng ba chỗ cái bọc ấy đó. Thì anh Quang á, anh Quang mới gửi clip về ăn chuột sống đó. Ừ. Thua à. Ăn chuột đỏ chén. Anh Quang anh giỏi lắm nha, anh Quang anh về đây anh ăn đi mấy em bắt cho anh ăn. Miễn anh Quang ăn là chuột này nhóc luôn anh Quang. Khởi ăn hang rồi ăn bệnh luôn. Dám ăn không? Mấy thằng cho nó nói trời con tới mấy ngàn nữa ít á. Về đây cho ăn tràn bán họng luôn. Đợi nước mắm luôn hả? Ừ. Thôi mà nó nói chứ con chuột ăn chỗ đó không được đâu, chuột máu mà. Con chuột máu mà, con nào không có máu thì ăn sống không nói. Tới công chuyện luôn các bạn ơi. Hôm nay làm vài cái ly bia cho nó mát mát các bạn. Chơi nãy lạnh quá. Nãy lạnh thiệt. Mấy anh em nhậu thôi, mình không có nhậu cả nhà. Hôm nãy lạnh thiệt. Mà hắt nước hồi hết lạnh luôn. Nóng. Đổ mồ hôi luôn. Thùng bê mà tắt. Tối ăn tô cháo ngon ghê trời. Tối ăn tô cháo, tới tô cháo luôn. Quá trời, mồm tô cháo quá trời nữa rồi. Ông ba người ăn không hết rồi cháo. Không vô rồi. Qua nhậu. Qua nhậu rồi. Bên kia có mồi bén. Nấu cơm mẻ. Chắc tụi mời bữa một chắc người ta nghỉ mời luôn rồi. Bển nếu mà có mấy con mà wow cái này thứ gì cho nữa. Thế ơi. Hàng như 5 con mà có 4 cặp đùi. Hàng về sáng nghe mấy nó nói hâm quýnh ai lắm. Này quýnh ai vậy đó, nó bạn nhậu. Nó bạn nhậu gì mà. Này, giờ cũng giãn toàn hết rồi các bạn ơi. Chuột đồ bây giờ nó chạy răng tứ tung hết. Ra ruộng mới nhậu xong đi quýnh mày da cười muốn xỉu, thằng nào nấy xỉn. Vậy không? Nhậu rồi nhờ đó mới đi quýnh à? Mấy này ghen rồi, mấy này ghen rồi. Ừ, quý thằng Bảo với... Thằng Bảo với thằng Thi giờ ghen rồi. Hổm thấy quýnh được ngày cái đèn qua đó quýnh là biết nó ghen rồi. Yeah. Đã thấy nó khoái rồi. Đó cái ông nào đó Thi. Thi nhậu mà nói chuyện nhiều chó còn chạy. Nó đụ mấy cái miệng của anh bóp. Nhậu bánh gì á, thấy xe hai cái ba xe bánh á. Vô họ nó nổ cái bung cái rồi luôn. Hai xin chào cả nhà nha. Ngày qua mấy anh em có buổi đi bắt chuột rất là vui. Mưa gió bão bùng cũng bắt cho cả nhà mình xem. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bây giờ bye bye cả nhà. Và hẹn gặp lại trên kênh Ngân Lâm TV trong những clip mới nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để xem nhiều clip mới ha. Bây giờ bye bye. Bye bye cả nhà nha. Yeah.